Chính quyền tỉnh Giang Tây Trung Quốc đang bị chỉ trích khi thực thi mạnh tay chính sách không chôn cất để dành đất cho sản xuất nông nghiệp. Theo báo South China Morning Post, tỉnh Giang Tây ở phía đông nam Trung Quốc cấm người dân chôn cất người thân qua đời. Nhiều quan tài bị tịch thu và đập vỡ, khiến người dân địa phương tức giận và bị truyền thông thì chỉ trích là bất lương và độc ác. Cụ thể, theo chính sách mới được ban hành 6 tháng trước, chính quyền ở các vùng nông thôn Giang Tây chống lại tập tục lâu đời là chôn cất người chết nhằm biến hỏa táng thành phương pháp an táng duy nhất để bảo vệ tài nguyên đất và ngăn tình trạng tổ chức tang lễ tốn kém. Chính quyền đã rất mạnh tay khi thực hiện chính sách này. Trong các bức ảnh và video được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc trong tuần qua cho thấy, các quan chức vào nhiều thôn làng thu giữ quan tài từ các hộ dân. Các quan tài sau đó được đưa đến cùng một nơi trước khi đập vỡ bằng máy xúc. Kể từ khi chính sách mới này về việc an táng được ban hành, việc sản xuất quan tài bị cấm. Thậm chí hồi tháng 4 vừa qua, chính quyền thị trấn Yiyang còn khai quật một quan tài để buộc gia chủ phải thực thi lệnh hỏa thiêu.